Hi, chào mọi người. Mình là Hậu. Hậu cũng John UAN rất là mới. Thì trước giờ Hậu cũng không mặn mà lắm những cái sự kiện hội nghị. Mình sau khi mình John UAN một hai lần, mình thấy cái organization này rất là hay. Chính mình cũng học được rất là nhiều thứ để giao lưu với mọi người, đặc biệt là một số bạn cực kỳ nhiệt tình. Thì cảm ơn UAN trước ha. Mình đi nhanh vào cái giải pháp. Thì O2O có nghĩa là online to offline. Online to offline là nó sẽ trả lời một cái câu hỏi cũng rất là cơ bản thôi. Các khách hàng vừa đến cái cửa hàng của mình ngày hôm nay, thì cái khách hàng vừa đến có thể mua, có thể cũng không mua. Thì cái người vừa mua á, là họ đã, tại sao họ lại đến với mình? Họ đã search từ khóa gì, họ xem nội dung quảng cáo gì của mình trên Facebook, Google mà hôm nay họ đến thì họ mua. Còn cái người mà không mua thì mình cũng biết là họ đến từ đâu về. Thì để trả lời câu hỏi đó mình sẽ đi ra rất là nhiều cái trường hợp nhiều ngành nha, cùng theo dõi nha. Đầu tiên mình nói về cái bán lẻ. Thì bán lẻ thì mình lấy một cái ví dụ là P&J. P&J thực ra đang chuẩn bị chạy cái này, họ đã chuẩn bị một số thứ liên quan rồi. Thì có một cái quầy hàng của P&J trong siêu thị, họ tiếp rất là nhiều khách, nam có, nữ có. Thì mình cái giải pháp của mình nó sẽ nói là có cái cô này là chắc chắn cô đã xem cái Facebook 2 ngày trước, cái anh kia đang đứng góc kia là đã search Google 2 ngày trước. Thì hôm nay là họ đến đây. Thì cái tổng quát cái cuối ngày hôm đó mình thấy là có 500 người ghé những cái shop này. Mình trả lời trong 500 người đó thì có bao nhiêu người search Google, bao nhiêu người search Facebook. Nghe cũng rất hấp dẫn đúng không ạ? Mình tiếp theo cho một cái ngành nữa là bất động sản. Nói chung là những cái ngành nào mà gọi là có push step to offline traffic là cái ngành đó rất là cần những người mà đến đó là chắc chắn là chịu mua rồi. Đến quán ăn thì chắc chắn ăn, đến shop vàng thì có thể mua, có thể không mua. Đến bất động sản thì cái câu chuyện nó cũng nhan nan hơn, tức là 10 người đến thì chắc có 2 người mua. Thì mình sẽ cần chắc cái anh mà đầu ít tóc đây đã search Google 2 ngày trước. Cái anh mà tím tím bên kia là xem banner VietExpress. Thì cái anh đứng ở đây là xem quảng cáo Facebook, mình sẽ trả lời được. Tương tự thì nó là một cái ngành nữa là cũng O2O chạy rất là tốt, là ngành dịch vụ. Dịch vụ thì nó sẽ bao gồm spa, thẩm mỹ viện, giáo dục. Thì những cái chị ngồi đấy thì cũng sẽ chuẩn bị nghe tư vấn về một cái thẩm mỹ mũi mắt gì đấy ha. Thì mình cũng sẽ biết được là hôm nay cái cửa hàng cái bệnh viện thẩm mỹ đó tiếp 100 khách, thì có bao nhiêu chị từ đâu mà đến, đọc nội dung gì. I see. Yeah. Mình không biết là sao. Có một cái khung gọi là bên này gọi là offline. Nãy giờ mình thấy không, offline là store có thể là nhà mẫu của bất động sản, store là quầy hàng của cửa hàng bán lẻ, store là cái điểm bệnh viện, trường học. Thì đó là gọi là offline. Online là gì? Online là những người vào xem website, những người xem YouTube ad, những người xem GDN banner. Thì cái slide này mình đáng lẽ mình phải bỏ Facebook vào, nhưng Facebook mình sẽ chừa cho anh Bảo thằng toàn phần đấy, và mình cũng là partner của Google nên mình cũng không tiện nói Facebook. Thực ra mình có làm Facebook mà không tiện đưa vào slide ha, mọi người thông cảm. Thì O2O hồi nãy mình cũng nói ha, offline, online. Thì trước giờ thì mình sẽ biết là online đây là nó sẽ bao gồm những cái traffic visit vào search Google, xem website, xem view clip, rồi có thể xem được cái GDN banner. Chắc mọi người mấy cái thuật ngữ đây mọi người mình không phải nhắc lại ha, tại vì Tú cũng có đã nói trước là cái này sẽ nói rất là chuyên sâu, mình không đưa lại những cái basic knowledge nữa. Thì cái offline đây là từ trước giờ là online data thì ai cũng biết hết rồi, phân tích bla bla, chế biến các kiểu, segment, retargeting các kiểu là ai cũng biết làm. Nhưng mà còn cái offline thì nghe rất là lạ đúng không? Tôi đi 6 cái cơ bản, nhưng nó có khoảng chừng 15 cái, nhưng mà mình bớt, hôm qua mình phải bớt hết những cái mà nó khó hiểu đi, mình vô những cái này dễ trước, rồi sau đó mình sẽ mở rộng ra sau ha. Đầu tiên là cái CRM. CRM là một cái data về offline, tức là họ lên, họ nhận được cái lead đó về, rồi họ bắt đầu họ chăm, khách này tiềm năng, khách này không tiềm năng, khách này mua hàng, khách này không mua hàng, khách này có đến nhà mẫu, bla bla. Thì nó gọi là data offline từ CRM. Click on SMS on activate warranty là như thế nào? Là mình mua cái điện thoại Samsung, mình hay nhận được một cái link, nó gọi là link kích hoạt sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã mua sản phẩm của Samsung, và hôm nay chúng tôi gửi cho bạn một tin nhắn, bạn nhấn vào cái link này để xác nhận là sản phẩm mình kích hoạt trong ngày hôm nay nhé. Bấm vào cái link đó là một cái dạng offline data số 2. Offline data số 3 là mình gọi điện tới Pizza Hut, mình nói cho mình một cái bánh double
giao lúc 5 giờ chiều nay. Cái là Pizza Hut confirm đơn hàng, sau đó nó là rồi bạn ơi đơn hàng bạn sẽ giao vào lúc 5 giờ 30 nhé. Thì đây là một dạng offline số 3. Offline số 4 là POS. POS là mình đến bất kỳ quán ăn hay là Baskara mình mua quần, mua áo, mua giày. Thì POS system nó bình thường, nó sẽ tính tiền bình thường thôi. Nhưng mà nếu mình biến nó thành một cái công cụ để tracking, thì mỗi lần mình mua hàng xong, khách hàng mua hàng xong, mình gửi cho khách hàng một cái SMS: cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng Baskara hôm nay, chúng tôi gửi cho quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé và quý khách vui lòng bấm vào link sau để xem chi tiết đơn hàng nhé. Thì mình bấm vào đây cái là coi như mình có thêm một cái offline data nữa. Wi-Fi thì dễ rồi, quán cà phê có Wi-Fi, thẩm mỹ viện có Wi-Fi, trường học có Wi-Fi, bla bla bla. QR code thì xíu mình sẽ nói chi tiết ha. Mình có 6 cái angle về offline mình sẽ phân tích và làm sao để lấy được những data đó lên. Thì mình đi từng slide một. Đầu tiên là Wi-Fi, không ai lạ gì Wi-Fi ha. Vì Wi-Fi nhà mẫu cũng có Wi-Fi, bệnh viện thẩm mỹ chắc chắn có Wi-Fi. Mình ngồi ở đấy mình thấy là ngồi đợi rất là dài, đông như thế này ha. Thì ai cũng cầm một cái điện thoại lên và đợi đến lượt của mình. Thì hầu như ai cũng vào Wi-Fi, copy điện thoại nói là ai, hầu như 80-90% người vào đây là đều Wi-Fi cả. Thì chỉ cần khách hàng đó họ lấy cái điện thoại của họ ra, họ bấm vào Wi-Fi, thật ra họ cũng chẳng cần làm gì, họ chỉ cần nhập password của Wi-Fi để mình cũng không bắt họ là phải đăng ký tên họ tên gì để mình tracking cả. Đụng vào cái đó một cái là mình sẽ trace back ngược lại là cái anh mà ngồi ở đây nè, hai ngày trước anh thấy cái banner quảng cáo của Coffee House có giảm giá 50%, hôm nay cái anh lên đây anh uống cà phê. Thì mình sẽ trả lời được rất là thông qua cái device này, mình trả lời rất là chuyên môn đúng không? Thì người ta vào website cũng bằng cái device này, họ thấy quảng cáo cũng bằng cái device này, và hôm đó họ đến cái điểm offline đó họ dùng cái device, mình nói device này là một, là mình nói anh đó là một. Thì đây là một cách trả lời rất là dễ hiểu ha. Nhưng mình cái xác suất của nó cũng sẽ có một cái phần trăm. Ví dụ mình nói những người họ không thích vào wifi thì sao, có những người họ xem quảng cáo trên laptop rồi đến hồi họ đến đây họ lại dùng cái phone của họ thì sao. Đúng là cái giải pháp này nó sẽ không kho vào 100% đâu, nó sẽ có một phần trăm nhỏ bị rớt ra ngoài, thì mình sẽ cover tiếp như thế nào ha. Đây là cái QR code tracking. Mình lấy một cái ví dụ này rất là thật nha. Ở bên Trung Quốc thì họ sẽ có một cái mô tô gọi là ô tô Expo Show. Thì họ rất muốn biết là những người đàn ông mà đến cái Expo Motor Show này là họ đã xem cái quảng cáo nào mà họ đến. Thì đơn giản họ để một QR code ngay trên một vị trí rất là hứng thú để scan QR code, để scan cho scan xem nó có cái gì. Thì bất kỳ anh nào cầm cái máy điện thoại lên và scan, thì scan QR code thì hồi xưa nó khó lắm, hồi xưa phải download một cái app này. Thì bây giờ ai mà dùng iPhone ấy, mình lấy đúng cái camera của iPhone nhé, họ đợi một xem. Lấy đúng camera của iPhone ấy, mình giơ lên trên cái QR code bên hông này này. Mình cầm đây mình scan cái lập tức nó nhảy ra một cái banner. Mình có thể scan thử. Thì cái banner này nó sẽ ra cái gì? Nó ra một cái voucher, nó ra một cái trúng thưởng, nó ra một cái thông tin. Thì cái camera của iPhone nó đã hỗ trợ trực tiếp cái này. Còn nếu mà bạn nào mà không xài iPhone thì ok, trên Facebook cũng có một cái barcode scanner, ai cũng biết không? Zalo có, Viber có, ai cũng dùng cái đó để scan được hết. Thì mỗi lần scan xong, bất kỳ người nào scan xong, bất kỳ thiết bị nào scan xong, thì mình cũng sẽ trả lời được cho cái bạn marketer là hey, 100 thiết bị này vừa scan QR code ngày hôm nay, lấy 3 ngày trước đã vào website mình như thế nào, vào từ nguồn gì, GDN hay là AdWords hay là từ Facebook hay là organic, biết hết. Thì tương tự như vậy thì có một cái cách làm mà cho Coffee House lẫn Baskara họ cũng nói là ok, những cái store mà họ chuẩn bị mở thì thay vì họ bảo là coming soon đơn giản thì họ hoàn toàn là để một QR code thật là to, ai scan QR code này sẽ có cơ hội ngày mà tôi opening chính thức tôi sẽ giảm giá 30%. Hầu như rất nhiều người sẽ scan cái barcode này. Nha, thì mình chỉ cần cho lý do, một cái lý do thật là willing, là hấp dẫn để người ta scan thì người ta sẽ scan ngay. Cái số 3 bắt đầu là nó nghe kỹ thuật rồi ha. Thì bây giờ mình mua một cái máy giặt cụ thể ha, mình mua một cái máy giặt ở chỗ điện máy bên chỗ anh Bảo đó. Ok, thì nãy chắc Tú quên giới thiệu là anh Bảo là Omnichannel Director của Nguyễn Kim. Anh Bảo là một trong những cứng cây đa cây đề của chuyện digital marketing. Thì hồi đầu mình lúc anh Bảo mà học marketing thì mình chưa biết chữ nữa, cho nên là tới giờ thì mình lại học lắm được cái chiêu bí kíp mới, mình ra mình trình bày cùng anh Bảo nhiều cái cũng chưa biết hết đâu. Mình kéo nó lại quay lại cái SMS này, mình đọc cái nội dung mình sẽ hiểu. Cảm ơn quý khách đã mua hàng, vui lòng nhấn vào link sau để kích hoạt bảo hành. Mua một cái máy giặt xong, cái nguyên cái hệ thống bán hàng của bên Nguyễn Kim ấy,
không? Mình ví dụ anh bảo chưa làm này, mai mình sẽ bảo anh bảo làm này. Thì các bạn nhập thông tin khách hàng bao gồm số điện thoại, thì cái hệ thống nó tự động gửi một cái SMS, các bạn là cảm ơn bạn đã mua cái máy giặt Electrolux của mình Kim nhé, chúng tôi gửi cho bạn cái link, bấm vào link đây để kích hoạt bảo hành. Hầu như 90% họ sẽ kích hoạt, nhưng còn 10% tại sao họ không kích hoạt? Một là cái điện thoại của họ là điện thoại cùi, bấm vào nó có vào link đâu. Hai là họ cũng không có internet, làm sao mà vào, thấy không? Thì mình cũng phải chấp nhận có một cái phần nhỏ là người ta không thấy ai reply lại, thì mình chấp nhận cái phần đó là mình lost, là không track được mấy người đó, ok. Nhưng mà rất là phần đông là track được hết. Thì nói luôn là mình cũng gặp, khi mình gặp một cái đối tác mà chưa có hệ thống kích hoạt bảo hành này, thì mình viết luôn cho họ cái đơn giản rẻ mà có SMS gateway đâu có gì đâu, thì mình viết cho rất nhiều đơn vị làm cái này rồi. Khách hàng nào không có thì mình cung cấp cho họ luôn. Rồi cái thứ mấy không biết nữa là cái chuyện CRM. Thì CRM nó trả lời được một cái thông tin quan trọng hơn là lúc mà có khách mua hàng rồi thì nó sẽ trả lời là bao nhiêu khách từ Google, bao nhiêu khách từ Facebook, bao nhiêu khách từ quan hệ của sale. Nó sẽ track lại toàn bộ cái hành trình khách hàng đó, từ lúc họ xem website, họ quan tâm, họ có đến địa điểm offline, rồi sau đó họ mua hàng, rồi sau đó họ quay lại họ mua hàng. Thì nguyên cái CRM nó sẽ hỗ trợ toàn bộ cái việc đấy. Thì mình cũng offer một cái CRM đấy gọn nhẹ bằng mobile. Thì mobile nó có cái tiện lợi là cái khách hàng mình nó không phải đầu tư thêm thiết bị. Mỗi lần đầu tư phần mềm người ta hay ngán là vì khổ quá, bây giờ phải mua máy, mua server, đủ thứ cái, setup IT, tôi ngán, tôi không đầu tư CRM. Thế là bla don't worry, thì vì cái CRM mình cũng đã biết cái chuyện đấy, ai giờ cũng có mobile phone thì ok. Thì có một cái app là mobile phone, app đó nó sẽ nhận khách từ website và có người đăng ký form, nó đinh đinh trên app, bạn có một khách vừa đăng ký form. Thì các bạn nếu vô xem, cập nhật trạng thái, thì mình cái app này nó đang chuyên cho bất động sản, thì mình cũng mở rộng cho bán lẻ. Hiện tại mình đang mở rộng rất là nhiều ngành khác. Đây là một cái báo cáo ha, được thật, biệt thật. Đây là một cái báo cáo cho bất động sản. Thì khi study chạy nhiều của mình là bất động sản, mình show một cái báo cáo để mọi người cùng hiểu là cái offline data nó sẽ giúp cho cái online marketing như thế nào. Cái cột này là cột đặt chỗ, tức là đối với bất động sản đặt chỗ là xong rồi đó, kiếm được tiền ha. Một cái hệ thống giao dịch chỗ này nó được khoảng 40 triệu, cái bạn này bạn chạy quảng cáo hết 6.000 click hết gần 20 triệu, bạn kiếm được 2 giao dịch, mỗi giao dịch một cái này được 40, cái này như 45 ha. Thì bạn kiếm được 90 triệu, bạn tiêu hết 20 triệu tiền quảng cáo. Mình trả lời luôn cho bạn là hai cái giao dịch vừa đặt chỗ đây, mình truy ngược lại là bạn ơi, hai giao dịch đặt chỗ này đến từ khóa là Sài Gòn Home và Sài Gòn Home biết liền. Trong khi bạn có một series 3-4 cái từ khóa ngay đây rất là to, chiếm hết một nửa ngân sách của bạn, 3.500 click trên 6.000 click nhưng mà lại không mang bất kỳ cái gì cả. Bạn ơi, mình trả lời cho bạn là thay vì bạn tập trung mấy từ khóa thì bạn bỏ hết mấy từ khóa thì bạn mang hai từ khóa này vô thôi là có tiền. Bạn marketing nói, sao không nói sớm, bữa giờ chạy lum la rồi. Không, thì một cái như vậy thôi đó là tiết kiệm đóng tiền ra rồi. Cái này là riêng cho AdWords. Còn đương nhiên Facebook, DDM, các nguồn khác thì mình trả lời tương tự như vậy. Cái nào là cái quảng cáo mang lại giao dịch, chiến dịch nào là chiến dịch quảng cáo mang lại giao dịch. Thì cái khác biệt ở digital marketing only và online kết hợp với offline nó trả lời được là lúc mà online không thì cái kết quả cuối cùng là lead. Còn cuối cùng cái mà offline nó ghép vô nó sẽ nói là cuối cùng là order. Rồi mình sẽ bonus một cái giải pháp, thì chắc cũng gần hết rồi, tới kia là tới anh Bảo sẽ trình bày ha. Thì bonus một cái giải pháp nó gọi là khuôn tracking là như thế nào. Bạn bất động sản ha, bạn sale online ha, bạn có một cái điện thoại hotline, bạn đăng cái số điện thoại hotline rất là nhiều nơi, Facebook có, Google có, website có, đăng rao vặt có, là một ngày bạn nhận được 10 cuộc gọi đó, xong cái bạn chăm sóc các đủ thứ cái đó, nó chốt 5 cái deal, còn thấy những người nào gọi điện thoại thường chắc deal, họ mua, họ quan tâm lắm họ mới gọi. Thì mình cũng muốn biết là 10 cuộc gọi này đã đến từ đâu, người ta tại sao người ta lại gọi mình gọi. Thì cái giải pháp cũng rất là đơn giản, mình sẽ trả lời được luôn là 10 người gọi đó là bao nhiêu người đến từ Google, bao nhiêu đến từ Facebook, bao nhiêu người đến từ Organic, bao nhiêu người mình không biết, có thể là khách quen người ta lưu số người ta gọi là mình trả lời được luôn. Thì cái này nó có một cái khác biệt ha. Nếu mình nói là nếu mà số điện thoại của website nó nằm đấy, người ta vào website mình bằng cái mobile, người ta thấy số điện thoại ta bấm, thì đương nhiên là cái event mà lúc mà click vào đấy là đã biết rồi, nên là cái này gọi là dễ. Mình nói cái là có gì đâu, cái này anh cũng đang làm được. Cái khác biệt của mình là mình làm luôn được cái chuyện này, là anh này anh mở laptop ra, anh search cái website bán đồ, anh nhìn thấy cái số điện thoại của chủ shop đây ha, thì anh lấy cái điện thoại ngoài nha,
điện thoại future cũng được, điện thoại cùi cũng được. Lấy là anh bấm số điện thoại anh để anh gọi. Mình biết được luôn là cái laptop này đã search từ khóa nào mà chui vô đây, chui vô đúng một này mà gọi điện cho mình. Thì cái này trả lời luôn ha, cái cách làm cũng dễ. Cách làm là mình sẽ có hai cái kiểu làm, là thay vì mình show số điện thoại trực tiếp á, mình sẽ bấm một mình sẽ che cái số điện thoại lại bằng cái nút gọi tư vấn. Đến khi nào người ta bấm ra thì mình mới gửi cái số cho người ta. Ha, trên mobile thì mình khỏi gửi số, mình khỏi hiện số, mình bấm là gọi luôn, giống như cái button call là bấm cái là gọi. Còn ở trên cái này thì mình sẽ bắt chước giống như chợ tốt vậy. Chợ tốt là bấm để hiện số. Nó nhìn trên laptop cái này giao diện laptop nhìn vô nó bấm vô đây cái nó hiện cái số, thì lúc mà người ta gọi cái số mình sẽ biết là à chính xác là ông này nó search từ khóa nào nhờ cái URL nó nằm tốt ở đâu mà dẫn vào. À, cái giải pháp thì làm thì cũng đơn giản, mình chỉ gửi cho bạn bằng code, bạn gắn dưới cái nút button call đó là câu chuyện cuối cùng là mình sẽ giải quyết được luôn. Thì cũng đừng lo là có những cái sẽ khó hiểu thì xíu, nó Tú cũng có một hello anh chịu lại gặp ông. Tí nữa mình sẽ có những cái giải thích, mấy bạn nào cứ hỏi sau tới cùng luôn mình sẽ trả lời. Mình cũng dân kỹ thuật, mình cũng biết mấy cái này ra nên sẽ trả lời là cái đó mình làm như thế nào, không phải là xạo, không phải là lừa phải lại gì đó something. Thì cái giải pháp này là do Google họ mang qua Việt Nam cách đây từ tháng 9 năm vừa rồi, nên cũng mới, khách hàng toàn mới không ạ. Mình nói luôn ha, thì cái này thì mình đã chạy rất là nhiều các cái đơn vị nhỏ nhỏ rồi. Cái này mình test trailer của thị trường, cái này thì cả tháng 3 năm nay, năm sau là qua Tết thì Google sẽ có một cái page chính thức là để họ promote cái giải pháp này. Nó giống như sản phẩm chính thức của Google vậy đó. Thì họ để cho các third party như mình để phát triển ra. Thì giá nó từ 1 triệu đó. Thì mình cũng có nói là những khách hàng trong những bạn mà đăng ký tham gia event này, mình sẽ gửi được cái mail đó sẽ ghi là 50% discount để bạn thử. À, còn bạn nào mà dễ thương hơn nữa thì mình sẽ free, như anh Bảo là mình sẽ cho free. Ok. Free cá nhân đó, còn Nguyễn Kim sao free được. Khách hàng case study thì nói có chứng, thì có một số khách hàng thì cũng đang là deal. Nhưng mà cũng almost done, có những khách hàng đã chạy rồi. Thì bán lẻ mình có P&J 250 store, một ngày 5.000 khách ấy. Traffic cũng khủng khiếp, tiền quảng cáo cũng quá trời tiền. Mascara thì khiêm tốn hơn tí, nhưng mà các bạn là rất là trẻ trung, các bạn cũng rất là muốn thử cái mới về mascara. Nam Long thì chạy lâu rồi. Cánh đồng cá coi, nếu mà mọi người có xem trên TV mấy cái clip VinExpress ấy, thì cánh đồng cá coi là cái mình support Nam Long cái giải pháp scan QR code cánh đồng cá coi. Ai đến cánh đồng cá coi sẽ thấy là có một cái QR code mình treo đấy, ai scan QR code có cơ hội trúng iPhone X. Thì 2 tuần có 1.200 người scan, mình trailer từng người một đến đọc quảng cáo nào từ đâu về đâu. Thì Nam Long rất là happy, họ trao cho mình một cái giải là Outstanding Technology Award. Cũng động viên anh em làm thì cái này cũng mới, là Nam Long họ rất là chịu thử nên là kết quả so far rất là good. HPL là cái nhãn bán đồ bếp cao cấp thì họ cũng sẽ thử với mình cái này. Mitsubishi Electric thì mình cũng đang on the way, almost done rồi, thì với họ sẽ làm cái e-warranty. Cho nên là bên điện máy của anh Bảo mình sẽ nghĩ là cái này rất là applicable. Ngọc Dung là cái thực ra mình approach Càng Nam trước, Càng Nam to, nhiều tiền, nhưng mà Càng Nam lâu quá thì Ngọc Dung chạy trước. Thì cái này là giao thông đi liền ha. Thì còn sàn giao dịch bất động sản thì vô hối quá trời được 30-40 sàn này. Nên là không có gì nói thêm. Thì hình như là hết rồi, nhớ là hết, ra hết rồi. Chắc là nhường lại cho anh Tú ha.